Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và lần này mình xin giới thiệu cho anh em một vị tướng mới ở bên phiên bản thử nghiệm. Đó chính là vị tướng tên là Ryoma, mà anh em có thể quen với hắn ta với cái tên là Chuột Xí Mù. Ok, lần đầu tiên ấy, thì tôi xin mua ngay hắn ta và đi thử nghiệm cái bộ chiêu thức của hắn nha. Đây là Ryoma, nhìn rất là cool boy, đẹp trai đấy. Ok, chúng ta thử nghiệm luôn nhé. Trước đầu tiên chúng ta phải thử nghiệm xem là chiêu thức của hắn ta như thế nào. Đây là một cái video đập hộp vị tướng Ryoma này. Mình chưa từng đánh hắn và chưa từng biết chơi hắn ta. Hiệp sĩ mù ở bên cái game khác như là game Mobile Legends biết là có hay không. Một số game khác như là Huyền Thoại MOBA thì có. Còn hắn ta tên là Likio gì đấy, tôi chả nhớ chắc. Ok, không ba sàn nữa. Bây giờ chúng ta đợi và xem cái chiêu thức của hắn ta như thế nào. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ nâng cấp lên level 4 nha. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái nội tại của hắn ta đây à. Lần đánh thường chỉ nên lợi hại hơn. Ok, chúng ta cùng qua điểm qua bộ chiêu thức của hắn ta nha. Chiêu đầu tiên đó chính là nội tại, đó chính là sau 5 giây, đòn đánh kế tiếp của Ryoma phóng ra kiếm khí gây sát thương vật lý, đồng thời giảm tốc độ chạy của mục tiêu đi 50% trong 2 giây. Nạn nhân cùng chúng chiêu phải chịu thêm 50% sát thương vật lý. OG rất là mạnh. Con này rất là mạnh ở cận chiến. Chiêu thức thứ hai đó chính là lấy lui làm tiến. Hay đấy. Ryoma nhảy lùi lại để tung một đường kiếm cực mạnh gây sát thương vật lý lên kẻ địch lân cận. Đây là một chiêu thức rất đánh lan. Chiêu hai là một đao bổ đôi. Ryoma tung kiếm gây 330 sát thương vật lý. Đợi một chút. I walk a lonely road. Ok, chúng ta điểm qua về chiêu một đao bổ đôi. Đây là một chiêu thức khống chế của Ryoma. Chiêu cuối loạn đao. Ryoma đâm kiếm liên tục 4 lần gây sát thương vật lý và ok, đây là một chiêu cuối đánh trúng địch là hồi máu nhá. Đấy, hồi máu cho Ryoma. Wow, đây là hiệp sĩ cụt tay phải không? Lần này cũng phải mù đấy anh em ạ. Lần này cũng phải mù luôn, là cụt tay đây. Oh, what? Giống như là Nagrod chém một phát phía đằng trước gây sát thương vật lý, thế thôi, không có gì. Đánh theo hình nó gây sát thương và hồi lại 100% máu. Hồi lại máu đâu 100%. Tôi như này gì? Ôi trời ơi, tôi đánh nào đốt quen lắm rồi. Tưởng gì? Quá là xàm xí luôn, đơn giản. Đơn giản nhăn kẹo. Đấy. Ôi trời ơi, đơn giản. Ok, vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho anh em về bộ chiêu thức của hắn ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào một trận đấu mới. Một trận đấu thực sự. Ok, let's go. Mình hy vọng là mình có thể pick ngay được hắn ta. Ok, mình sẽ vào 1v1 nhá. Mình sẽ vào đánh 1v1 để mà chắc suất hơn. Mình sợ lắm ấy. Mình sợ vào 5v5 là mình còn chả có cơ hội để mà pick được hắn ta đâu. Đầu tiên chúng ta phải xem về trang bị của hắn ta. Đây là một vị tướng nào đây? Ok, đây rồi. Từ từ nào. Thương Long. Đồ cũng tệ, mình thích kiểu đồ này. Nện luôn. 1v1 anh em ạ. Tại vì anh em ở trên máy chủ thử nghiệm này, cứ tướng nào mới ra ấy thì cái độ tranh suất ấy kinh người luôn. Ok, đợi một chút. Ý, ở sao mà 1v1 mà đợi bao lâu. Ok, vậy là mình còn đang có hàng ở đây, phá ngay thôi. Đây Ryoma, và mình sẽ đưa cho hắn ta trang bị cho bộc phá đi. Mình thấy cảm thấy là con này cũng khá cơ động. Cái chiêu thức lấy lui làm tiến của hắn ta hồi chiêu chỉ có 8 giây mà thôi, rất nhanh. Đây là một vị tướng đánh cận chiến. Bây giờ không phải là hiệp sĩ mù mà là gọi là thằng nào nhỉ, gọi là thanh niên cụt tay mà đúng hơn. Gặp ngay bạn thắng PCT. Bạn ấy trước mình được chơi với sao ấy. Bạn ấy là test game cái con Ryoma tuyệt vời. Hai thanh niên Ryoma test game với nhau. Vậy là mình sẽ phải thay đổi cách lên đồ. Tại vì bạn ấy sẽ lên cái đồ cái kiểu
sách giáo khoa kia. Chứ vậy mình quyết định mình sẽ lên một cái lối đồ khác, một lối đồ huyền thoại của bản thân mình, đó chính là Thương Long kèm set combo Thương Long khiên huyền thoại, giày ninja, à không phải giày ninja, giày hộ vệ. Mình quen nói ở bên Liên Minh Huyền Thoại, thực ra một số câu giống như là giáp thiên thần là cái giáp cụ mệnh, hay là ở bên mình không nhớ, mình cứ bảo là đấy là giáp thiên thần, quen mồm mấy anh em ạ. Thôi mặc kệ đi, anh em cứ hiểu mình, nếu mà mình nói cái giáp thiên thần thì là cái giáp hộ mệnh là được. Ok, let's go. Bạn ấy sẽ lên cái đồ mình nghĩ là bạn ấy sẽ lên đồ kia. Ok, chào bạn. Lợi thế đấy nhỉ? Thế đeo mình chém càng chém càng thua này. Ông này dùng sai chiêu. Ông này dùng sai chiêu các bạn ạ. Ông kia lại dùng đúng cái chiêu giật lùi lại. Mình lại giật lùi ra đằng sau chặn đường. Ông chắc là đang giống mình thôi mà, giống mình đang tập chơi con này ra. Chắc là có chút sai lầm. Đấy. Được cái là con này nó không dùng mana anh em ạ. Rất là phê lòi luôn. Rất là phê. Ủa? Đúng, ở đây có mana gì cả. Ôi giời ơi. Fuck. Fucking wild seed. Chạy thôi. Ôi. Ai. Nếu mà pha đấy là mình mà dùng chuột ấy. À ý nhầm, nếu mà pha đấy ấy, mình mà dùng bằng điện thoại ấy, thì nhất định mình có thể điều chỉnh chiêu 1 của mình lăn qua bên mình có thể điều chỉnh chiêu 1 của mình lăn qua bên phải để mà né. Nhưng mà mình dùng vi tính, mình không kịp anh em ạ, mình không kịp luôn. Pha đấy mình chỉ kịp vẩy chuột để mà đi, thành ra nó thẳng ra chậm tay. Né. Oh, sát thương rất là ghê. Đánh rất là đau. I am but a drifting shade. Oh. Mình với bạn này đều là hai thanh niên đang test chơi cái vị tướng này. Thành ra chưa được quen tay cho lắm. Nhưng mà mình tin tưởng rằng cái vị tướng này rất khỏe. Đấy. Cái cú đâm xuyên rất kinh khủng luôn. Đấy. Đâm xuyên rất ghê gớm. Oh, sheesh. Chiêu cuối mình bị phá anh em ạ. Tức là cái chiêu cuối của mình mà đang trong thời gian tốc ra mà bị đánh bằng chiêu 2 thì mình sẽ bị phá ngay chiêu cuối. Vừa rồi là mình chưa để ý. Đúng là phải trải qua thực chiến thì mới hiểu được. Trải qua thực chiến thì mình mới hiểu được cái sức mạnh của hắn ta. Ok, bạn ấy lên Thương Long, mình lên Thương Long, mình xem là hai lối đồ này cái con nào nó ưu thế hơn nhá. Không được rồi. Không sao. Này, mình dùng hơi vội rồi. Pha này mình bị out play ngay từ đầu rồi. Không sao. Chắc là mất một cái trụ. Không. Vậy là cái đợt lính của mình nó lên đẩy khá nhanh. Vậy là xem ra lối đồ thương này nó phải vẻ vượt trội hơn rất nhiều so với cái Thương Long, lối đồ Thương Long của mình. Tại sao mình lại lên đồ khác? Tại vì mình biết thừa là bạn ấy sẽ lên theo đồ sách giáo khoa, nên mình muốn thử nghiệm cái lối đồ lên đồ này xem nó ra sao. Mất rồi. Thế thì đeo này cũng pha vừa rồi là mình lại thẳng trượt. Ok, hồi chưa được phải không? Đúng không? Rất khỏe. Ok, mình đang lâm vào thế bí hơn.
Hên quá là gặp cái ngay cái ông này để mà test mà lại hai vị tướng giống nhau, càng sướng. Ok. Wow. Hay. Rất là ghê gớm luôn anh em ạ. À, cái vị tướng này nó chém mới gọi là sướng. Phê lòi luôn. Ok, để mình xem cái món đồ ở đây nó hay ho không nhá. Từ từ nhá. I am but a drifting ship. Ok, mình sẽ lên cái món xuyên giáp lợi hại nhất này. Ok, lấy gọi. Ôi trời ơi, out play rồi. Fuck. Chạy. Ôi trời ơi. Wow. Hay quá. Tuyệt vời. Quá hay. Rất là tuyệt. Một pha một kèo solo cực kỳ hay. Ok. Thương xuyên phá. Cái thương xuyên phá này nó xuyên giáp rất là ghê nhá. Nó xuyên giáp ngay từ đầu, tức là nó không giống thương long. Thương long là nó phải tích tụ. Xem ra lối mình lên đồ sai lầm rồi. Thương long là nó phải tích tụ anh em ạ. Thương long nó phải tích tụ qua lượt đánh, mà con này là mà cái kia ấy, nó chém thẳng luôn, nó không cần phải tích tụ gì cả. Thế mà pha. Ok, mọi lối đồ tiếp theo nó hướng lên cho mình lên là món này, mình sẽ lên món thủ này vậy. Món gì được nhỉ? Từ nhá các bạn ơi. Ok, lên set combo huyền thoại vậy. Ok, xem bạn ấy lên đồ gì. Ok, lên ngay sát thương. Tuyệt lắm. Bạn ấy đang rất là lợi thế. Con này mình nghĩ là nó nặng về kèo kỹ năng hơn anh em ạ. Tại vì tất cả chức thức nó hồi rất là nhanh luôn, kinh khủng chưa? 5 giây hồi một lần mà đánh cái đòn này nó rất là nhanh và khỏe. Nè, không có lính để mà chém trụ anh em ạ. Căng thật. Khả năng làm choáng diện rộng cực kỳ bá đạo. Ghê gớm thật. Gần lên được tam hợp kiếm rồi đấy anh em kia. Ok. Mình sẽ lên cái lối đồ dở hơi này. Bạn ấy lên tam hợp kiếm. Ok, lên tam hợp kiếm và mình lên lối đồ dở hơi này để mà chống lại tam hợp kiếm xem nó ra sao. Đấy, né luôn. Một cú đâm giáo rất là sướng. Úi trời, đánh cái vị tướng này phê lòi anh em ạ. May mà gặp ngay cái bạn thắng PCP này để mà mình hai vị tướng này, hai thằng này test skill với nhau luôn. Đấy. Gì nhanh nhỉ? Wow, up ở đây rất là hay. Hay quá. Tuyệt vời. Kéo ra đây, ok, kết thúc kia đi bạn ơi. Nếu mà kết thúc được, kết thúc đi. Đánh hay lắm. Tuyệt vời. Đây là hai lối lên đồ của hai thanh niên dị đời khác nhau. Ông bên kia lên cái đồ mình đánh giá cao cái món đồ này hơn cái thương long anh em ạ. Mình rất là đánh giá cao. Ok, vậy là xem ra còn được đánh thêm một kèo nữa trước khi nhà tan cửa nát. Ok, vậy là full đồ nhá.
của đây. Tôi xem xét xem thế. Cái món đồ này 5 lần cộng dồn 5 lần. Thực ra nếu mà đánh càng lâu ấy. Ok. Oh. Tại sao mình không sợ hắn ta? Tại vì mình đánh 100% máu thì mình cũng không ngán cho lắm. Cùng lắm mà đen thôi mà. Phải không? Đen thì chết thôi mà. Ôi giời ơi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Xem ra là tam hợp kiếm của hắn ta không phải dạng vừa đâu. Bán luôn, đều gì. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, mình sẽ luôn lên luôn tam hợp kiếm. Bạn ấy có cái khiên kia để mà giảm tốc độ đánh cũng ghê gớm đấy. Hai thanh niên này vui ghê. May mà có ông này có hai vị tướng kèo giống nhau để cho anh em xem được cái sức mạnh của hắn ta nó tiện hơn. Oh, đấy. Cú đâm giáo rất kinh. Mẹ, cái vị tướng này mà vào bản chính thì lòi mắt luôn. Lúc đấy ID các kiểu tuổi thề luôn anh em ạ. Con này vào bản chính thì bá kinh khủng. Được sự món gì đi. Món gì được ta? Lên bố đời một chút xem nào. I've got a lot of blood on my hands. Xem ra là cái đối với đồ khám lọ của mình là đỡ hơn cái ông kia. Ông kia không đuổi đồ, ông kia không đuổi đồ. Yeah. Ok, kết thúc game đầu đấy thôi. Cảm ơn bạn thắng PSP nha, đánh quá tuyệt vời luôn. Đem đến cho khán giả một màn đấu quá hay. Ok, vậy là giới thiệu cho anh em qua được về cái bộ chiêu thức của vị tướng Ryoma này. Cực kỳ bá đạo, cảm ơn bạn thắng rất nhiều. Tuyệt vời. Ok, mình sẽ upload video này lên cho anh em về cái video đập hộp vị tướng Ryoma. Vị tướng cụt tay hay kinh khủng luôn. Màn solo rất là hay của bạn Thắng PSP. Bye bye anh em.